Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng, chậu cây cảnh trên đoạn đường tỉnh lộ 34B thuộc huyện Ân Thi gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Theo ghi nhận, trên đoạn đường tỉnh lộ 34B, khu phố Phạm Huy Thông, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, ngay trước cửa Trung đoàn Bộ binh 126, khu vực vỉa hè dài cả 100 mét được người dân làm hàng rào, tập kết đủ các loại chậu cây cảnh to nhỏ bày bán tràn ra mép đường. Đây chính là nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông. Để chấn chỉnh tình trạng này, các cơ quan chức năng cần phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định việc tập kết hàng hóa, không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để kinh doanh, vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đồng thời, thường xuyên thanh tra kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tránh những vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. 9 tháng đầu năm nay, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập kế hoạch nhiều đợt thanh tra kiểm tra các đơn vị trực thuộc về quản lý phương tiện vận tải, trường nghề và an toàn giao thông. Qua đó, lực lượng thanh tra đã tăng cường các đợt kiểm tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến lắp camera trên ô tô kinh doanh vận tải, xe ô tô vi phạm chở hàng quá tải trọng và cơi nới kích thước thành thùng xe. Thanh tra kiểm tra các hoạt động của trung tâm đăng kiểm, trung tâm đào tạo nghề qua các kỳ sát hạch lái xe. Ngoài ra đã tuyên truyền hàng trăm trường hợp doanh nghiệp cá nhân tổ chức cắt cơi nới thùng xe quá tải trọng. Qua tuần tra vi phạm, lực lượng thanh tra đã xử lý hành chính 23 vụ, xử phạt trên 400 triệu đồng, tước giấy phép lái xe, phù hiệu xe, giấy chứng nhận đăng kiểm của 11 phương tiện không đảm bảo về trật tự an toàn giao thông. Những năm gần đây, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông. Mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao ý thức của học sinh và phụ huynh khi tham gia giao thông. Trước đây, mỗi giờ tan học, khu vực cổng trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành, thành phố Hưng Yên thường xuyên xảy ra tình trạng chen lấn, lộn xộn, ảnh hưởng tới học sinh và các phương tiện lưu thông qua đây. Tuy nhiên, từ đầu năm học 2022, nhà trường đã triển khai mô hình cổng trường an toàn giao thông. Ngoài việc cấm các hàng quán bán hàng tại khu vực cổng trường, lắp đặt camera giao thông, trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành đã phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền ý thức tham gia giao thông cho các bậc phụ huynh. Nhờ đó, chỉ sau gần một tháng triển khai mô hình đã đi vào nền nếp. Kết quả là rất tích cực và các bậc phụ huynh đa số là đều chấp hành theo phân công chỉ đạo của nhà trường để cho lòng đường thoáng, các xe di chuyển nó thuận lợi và an toàn cho giao thông. Trường tiểu học xã Quảng Châu có gần 1.000 học sinh, lại gần với chợ đầu mối nên mỗi khi tan học, việc ùn tắc giao thông lại xảy ra. Để hạn chế tình trạng trên, năm 2021, nhà trường đã kẻ vạch phân làn đường quy định cụ thể nơi phụ huynh chờ đón học sinh. Phối hợp với các đoàn thể như công an, đoàn thanh niên tham gia điều tiết giao thông, nhắc nhở tuyên truyền học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp đội mũ bảo hiểm, đỗ xe đúng hàng, không dừng đỗ trước cổng trường. Qua đó đã tạo thói quen chấp hành an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ tan học, hạn chế va chạm tai nạn tại khu vực cổng trường. Trước thì cũng có nhiều ý kiến của bậc phụ huynh đi lại giao thông nó tắc và đưa đón nó mất thời gian của các bậc phụ huynh và lại ảnh hưởng đến giao thông. Là chúng tôi kết hợp hướng dẫn là phân luồng cho các em học sinh và các bậc phụ huynh đi lại để đỡ ách tắc cái cổng trường và đi lại thuận tiện hơn. Nhà trường tổ chức được cái này chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, đảm bảo các gia đình đi đón lại các cháu nó được nề nếp ổn định, cái hai nó không tắc ách cái cổng trường. Đề nghị với nhà trường cũng như là các cấp địa phương là nên là tổ chức thực hiện mà duy trì cho lâu dài. Ngoài hai trường học này, trên địa bàn thành phố Hưng Yên còn có trường tiểu học Phú Cường, trường tiểu học Phương Triều, trường tiểu học Bảo Khê, An Tảo đã xây dựng hiệu quả cổng trường an toàn giao thông, trở thành nét đẹp văn hóa trong ý thức tự giác của mỗi người khi tham gia giao thông, góp phần giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng trường mỗi giờ tan học, tránh nguy cơ xảy ra tai nạn cho học sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục này tuần sau.